Trấn Thành hát fly hay hơn Harrigan, nhưng dân mạng chỉ chú ý chi tiết này. Trấn Thành bị cư dân mạng soi ra điểm bất thường khi mải mê khoe giọng hát fly được cho là hay hơn cả bà xã Harrigan. Trong chương trình, ca sĩ thần tượng Trấn Thành đã trổ tài hát fly ca khúc Cánh Hồng Phai. Nhiều cư dân mạng nhận xét nam danh hài hát fly còn hay hơn cả bà xã Harrigan. Dù hát fly hay, biểu cảm sâu, nhưng Trấn Thành vẫn bị soi ra một chi tiết lạ, đó chính là chiếc quần. Nam danh hài diện chiếc quần gần như sai về kích cỡ, bó sát, khiến nhiều người cho rằng anh đã mặc nhầm quần của bà xã Harrigan. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành dính nghi án mặc quần của Harrigan. Trước đó, trong một lần trổ tài vào bếp, Trấn Thành cũng bị cư dân mạng soi ra mặc quần giống của Harrigan. Trấn Thành là một trong những sao nam có sở thích mặc quần bó mỗi khi lên sân khấu đi chơi. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào có cảm giác quần skinny như dính liền da, chật nứt, khá bí bách. Đã không ít lần ông xã Harrigan muối mặt vì sự cố nhạy cảm khi diện những chiếc quần bó sát trên truyền hình. Trấn Thành được xem là ngôi sao đa đi năng của làng giải trí Việt. Xuất phát điểm là một diễn viên hài, với sự lanh lợi, thông minh và hoạt ngôn, Trấn Thành nhanh chóng chiếm lĩnh các chương trình truyền hình với vai trò MC. Hiện nay ông xã Harrigan đang là tên tuổi sở hữu các cát cao ngất ngưỡng. Bị đồn là chồng Phi Nhung, đây mới là sự thật về vợ con của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc sống viên mãn hiện tại bên vợ và hai người con trai. Nam ca sĩ cũng tiết lộ nhiều sự thật thú vị đằng sau việc trở thành đôi song ca được yêu thích nhất cùng với Phi Nhung. Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ được nhiều người yêu mến vì chất giọng mượt mà tình cảm. Những bản tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương như Vợ Tôi, Bến Sông Chờ, Vòng Nhẫn Cưới, Tình Nghèo Có Nhau, Người Phu Kéo Mo Câu, qua tiếng hát của anh luôn nằm trong trái tim người hâm mộ. Không chỉ với Bolero, Mạnh Quỳnh còn nổi tiếng với những bản tân cổ giao duyên đi vào lòng người. Mới đây, khi đi làm giám khảo chủ đề trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, ca sĩ Mạnh Quỳnh có dịp trải lòng về cuộc sống viên mãn hiện tại bên vợ và hai người con trai. Tại đây, nam ca sĩ cũng tiết lộ nhiều sự thật thú vị đằng sau việc trở thành đôi song ca được yêu thích nhất cùng với ca sĩ Phi Nhung. Lên tiếng về tin đồn là vợ chồng với Phi Nhung và điểm chung bất ngờ của hai người. Ngoài đơn ca, Mạnh Quỳnh còn là người song ca ăn ý nhất của hàng loạt nữ ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Trong số đó, Phi Nhung chính là người được khán giả ghép đôi cùng nam ca sĩ nhiều nhất trong suốt hai thập kỷ qua. Cặp đôi song ca ngí Mạnh Quỳnh Phi Nhung, hai gương mặt gắn liền với nhau bên những bản tình ca đầy cảm xúc. Thậm chí có không ít tin đồn cho rằng cả hai đã là vợ chồng với nhau ở ngoài đời. Giải thích về mối quan hệ này, Mạnh Quỳnh cho biết, đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết. Nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thật sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngại ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Không chỉ giống nhau về giọng hát trời phú và niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh còn có nhiều điểm chung khác như cùng tuổi, cùng là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ, cùng trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sự kết hợp của hoàng tử nhạc sến Mạnh Quỳnh cùng nữ hoàng băng đĩa Phi Nhung càng được khán giả yêu mến và nhiệt tình ghép đôi. Không có nợ với nhau, nhưng giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh vẫn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần và luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương như những người thân ruột thịt. Đây mới là vợ con ngoài đời thật của Mạnh Quỳnh. Trên thực tế, Phi Nhung đang là mẹ đơn thân, còn Mạnh Quỳnh đã kết hôn cùng cô gái người Mỹ gốc Việt xinh đẹp tên Cẩm Diệu vào năm 2004. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, chính Phi Nhung là người mai mối xe duyên cho anh và vợ. Hiện vợ chồng Mạnh Quỳnh đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và cuộc sống bình yên tại Mỹ. Do vợ nam ca sĩ lớn lên tại Mỹ nên tính cách của hai vợ chồng rất trái ngược, đặc biệt cô không bao giờ thích nghe nhạc của chồng. Tuy vậy, vợ của Mạnh Quỳnh vẫn luôn thấu hiểu cho công việc của chồng, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng thường xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ cùng đồng nghiệp nữ. Về cuộc sống hiện tại, Mạnh Quỳnh tiết lộ bản thân đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh cho biết, trước đây khi còn độc thân thì tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Giờ đây tôi đã biết cân bằng giữa công việc, gia đình. Ở Mỹ tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ cũng hạn chế nhận show để ở nhà với vợ con. Trong tuần khi vợ đi làm, tôi sẽ ở nhà chăm sóc hai con, nấu ăn và đưa các bé đi học. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu ngay tại nhà để có thể tự làm cho mình vào những lúc rảnh rỗi.
Tại tập 12 Hãy Nghe Tôi Hát, Mạnh Quỳnh xuất hiện với vai trò giám khảo chủ đề. Những bản hit của anh thực hiện một cách mới lạ qua sự sáng tạo của các ca sĩ trẻ. Đây còn là đêm thi chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất giành chiếc vé vào đêm chung kết xếp hạng. Mất tiền chuyển giới sau việc vẫn tậu nhà tiền tỷ, không phải Hương Giang người này mới đỉnh nhất. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới, những thông tin về Hương Giang Idol được công chúng đặc biệt quan tâm, trong đó có cả chốn đi về của người đẹp. Trước đó, cô từng chia sẻ, khi chân ướt chân ráo về Sài Gòn lập nghiệp, Hương Giang phải nhà thuê và chạy xe bình dân. Sau nhiều nỗ lực chạy show ca hát và tham gia chương trình truyền hình, cuối cùng Hương Giang cũng có thể tự mua được một căn hộ chung cư sang trọng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2016. Trong không gian sống của mình, Hương Giang lựa chọn tông màu xám trắng đơn giản, sang trọng làm màu chủ đạo. Đồng thời, các không gian trong từng phòng đều được sắp xếp hợp lý. Trong nhà, các không gian khách bếp ăn được đưa về trong một phòng, bố trí liên hoàn và được phân tách bằng cách kê nội thất. Theo đó, phòng khách nằm sát mặt thoáng, bàn ăn kê ngang tạo thành một vách ngăn với khu bếp. Đây là cách thiết kế thường thấy và hữu hiệu với nhiều căn hộ chung cư. Ngay cả trong phòng ngủ, Hương Giang cũng lựa chọn kiểu tông màu xám chủ đạo, nhắm hướng đến sự thư giãn yên tĩnh. Có thể nhận thấy phòng ngủ của nàng hậu tuy không quá rộng nhưng lại sở hữu tủ đồ khủng. Những hệ tủ lớn cao sát tường nhiều ngăn quả thật rất phù hợp với những người yêu thời trang và nghề nghiệp đòi hỏi luôn cần đầu tư áo quần phụ kiện của cô. Ngoài ra, trong năm 2019, người đẹp cũng tậu thêm cho mình một chiếc xế hộp sang trọng để tiện đi lại cho công việc. Lâm Khánh Chi là ca sĩ chuyển giới nức tiếng của làng giải trí Việt. Khác với nhiều người đẹp chuyển giới khác, Lâm Khánh Chi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người chồng trẻ kém 8 tuổi Trần Phi Hùng. Đám cưới hoành tráng xa hoa của Lâm Khánh Chi cùng chồng diễn ra vào ngày 28 tháng 12, 2017, thu hút sự quan tâm chú ý rất lớn của dư luận, nhất là lúc cơ ngơi của gia đình nữ ca sĩ được tiết lộ. Trước lễ cưới, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ rằng vừa được bố mẹ tặng 500 triệu đồng tiền mặt và biệt thự 3 tầng trị giá 7 tỷ đồng tại quận 4. Nhà chồng cũng cho ông xã cô một căn nhà riêng tại Vũng Tàu. Nữ ca sĩ tiết lộ căn biệt thự của ba mẹ với sân vườn rộng lên đến 5.000m², được xây dựng từ cách đây 15 năm. Và giá trị thời đó đã lên tới 2 tỷ đồng. Ngoài ra, chưa kể đến số lượng đồ cổ có giá trị hàng tỷ đồng được bố Lâm Khánh Chi sưu tầm. Nhiều người đồn đoán nữ ca sĩ phải giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng ít ai biết, sau khi kết hôn, cô cùng chồng đang sống trong một căn hộ nhỏ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh với giá chỉ khoảng 5 tỷ đồng. Giải thích cho việc này, Lâm Khánh Chi cho hay cô và chồng đang trong giai đoạn chờ xây nhà vì căn nhà bố mẹ cho cô đã đập đi toàn bộ, xây nhà mới. Căn hộ 5 tỷ đang ở thực chất chỉ là tạm thay cho việc phải đi thuê nhà. Trong căn hộ nhỏ ấm cúng, cô cùng chồng trang trí như một khu vườn cổ tích với hoa, cây cối, váy dạ hội, bàn trang điểm, mà ở đó Lâm Khánh Chi là công chúa. Phòng bếp nhỏ ngăn nắp sạch sẽ và đơn giản, vì hai vợ chồng cô gần như không ăn cơm nên không nấu nướng gì phức tạp. Thế nhưng để nhà có hơi người, cô vẫn mua một chiếc nồi cơm điện và một ít gạo để trong nhà. Xuất hiện gợi cảm tại Singapore, Ngọc Trinh tiếp tục bị dân mạng soi vùng nhạy cảm. Những hình ảnh được đăng tải trên các tài khoản cá nhân của Ngọc Trinh tại sự kiện diễn ra ở Singapore nhận được khá nhiều lời khen bởi thân hình cực chuẩn khiến bao người mơ ước. Ngọc Trinh luôn là chủ đề hot khiến mọi người bàn luận. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh bị lên án bởi việc diện đồ họ táo bạo khoe ba vòng nóng bỏng tại liên hoan phim Cannes khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì sự phản cảm quá lố. Tuy nhiên, tại sự kiện diễn ra tại Singapore mới đây, Ngọc Trinh đã làm nhiều người không ngừng khen ngợi. Cô đã diện một bộ sequin và bộ sượt cực khoe body chuẩn không cần chỉnh, khiến vạn người mê. Ngọc Trinh diện bộ váy ngắn 2 giây vô cùng nổi bật. Bộ váy ngắn 2 giây được xẻ tà khá sâu đã giúp Ngọc Trinh tôn lên một đôi chân dài thon cùng vòng eo con kiến. Phong cách mix đồ cùng phụ kiện hòa với lối make-up tỉ mỉ khiến Ngọc Trinh trở nên cực kỳ hoàn hảo, toát lên sự sang chảnh. Ngoài bộ sequin lóng lánh ra thì Ngọc Trinh còn diện một bộ đồ sượt ôm sát body của Chanel, khoe bao vòng cực chuẩn không sai một ly nào. Bộ trang phục khiến Ngọc Trinh vô cùng nổi bật tại sự kiện. Việc ăn mặc kín đáo hơn so với những sự kiện trước đã khiến cho nhiều người không tiếc lời khen ngợi Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y đã nhận được khá nhiều lời khen cho việc
Vì những bộ trang phục không cầu kỳ nhưng cực kỳ nổi bật, xen lẫn cả những lời khen cho thân hình hoàn hảo của cô. Một số lời khen dành cho Ngọc Trinh trên mạng xã hội: đẹp quá Trinh ơi, thấy dạo này chị Trinh cứ chọn style quần jean đùi bla riết nhìn bắt mắt, em kiếm mua cũng không ai bán, chị thật quá đáng. Chị có thể nào bất đẹp lại không, bị nghiện rồi này, con gái con lứa gì mà cứ on lại trèo vô nít chị Trinh coi, coi ly coi lại. Mặc dù trong lần tham gia sự kiện này thì phong cách ăn mặc của Ngọc Trinh đã có phần tiết chế, nhưng cũng còn có khá nhiều những ý kiến trái ngược lại hoàn toàn so với những lời khen cho body chuẩn của cô. Những sự việc trước vẫn còn được mọi người nhớ và phản bác cho những lời khen Ngọc Trinh. Những bình luận phản ánh việc ăn mặc ôm sát body của Ngọc Trinh. Vì tiền nhà, tiền học phí, Hương Tràm bắt đầu chạy show đầu tiên ở Mỹ. Vừa sang Mỹ không bao lâu, Hương Tràm đã nhận ngay show đầu tiên với sự góp mặt của Lam Trường, Hồng Ngọc và Thanh Thảo. Tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp âm nhạc sang Mỹ du học của Hương Tràm vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng mới đây Hương Tràm mang đến sự bất ngờ khi tham gia một đêm nhạc tại Mỹ. Đây là show diễn đầu tiên của nữ ca sĩ từ khi đặt chân sang trời Âu và thực hiện ước mơ của mình. Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Lam Trường, Thanh Thảo và Hồng Ngọc. Hương Tràm nhận show diễn đầu tiên tại Mỹ cùng với sự góp mặt của Lam Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo. Tại đêm nhạc, Hương Tràm đã thể hiện bản hit đình đám của mình, Duyên Mình Lỡ. Nữ ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng ca đầy nội lực và cảm xúc của mình. Chỉ với một đoạn clip ngắn ghi lại câu hát cuối cùng của Hương Tràm nhưng lại khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. Khả năng chinh phục nốt cao khi hát của Hương Tràm chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Hương Tràm không gây thất vọng với khả năng chinh phục nốt cao của mình trong mọi bài hát. Chia sẻ về màn trình diễn đầu tiên của Hương Tràm, quản lý nữ ca sĩ viết: cuối tuần mới cho nàng nhận show vì sắp đến hạn đóng học phí tiền nhà rồi. Nhưng mọi người yên tâm là tinh thần vì ngủ đủ nên nàng béo tròn tươi tắn lắm. Vui vì thấy em gái nhỏ qua đó vẫn được các anh chị yêu thương, trao thêm nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ, không phải đi bán thức ăn nhanh làm thêm kiếm tiền. Song việc Hương Tràm trình diễn trên sân khấu tại Mỹ khiến không ít người thắc mắc và tạo nên tranh cãi. Vì sao Hương Tràm đã tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp âm nhạc nhưng lại vẫn đi hát? Đây là vấn đề mà quản lý của Hương Tràm đã từng chia sẻ trước khi nữ ca sĩ lên đường sang Mỹ du học. Việc nghỉ hát là Tràm sẽ không diễn ở Việt Nam, còn sang Mỹ nếu cuối tuần có show diễn cô vẫn nhận lời nếu thích hợp. Vì không diễn tiền đâu mà chi tiêu, Tràm không có đại gia cũng chẳng có ai nuôi, cô tự thân vận động, xe đã bán, nhà chung cư cũng bán để chuẩn bị cho cuộc sống ở Mỹ. Nên nếu Tràm có hát ở đâu trên đất Mỹ, mọi người hãy ủng hộ cho em ấy, vì tiền nhà ăn uống trang trải rất đắt đỏ, quản lý của Hương Tràm chia sẻ. Dù có nhiều tranh cãi quanh việc Hương Tràm đi hát tại Mỹ, nhưng người hâm mộ vẫn ủng hộ cho cô nàng. Trong khoảng thời gian du học ở Mỹ, công việc đi hát sẽ giúp Hương Tràm ổn định cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, việc nhận lời các show diễn và đứng trên sân khấu cũng chứng tỏ rằng giọng ca Em Gái Mưa không hoàn toàn từ bỏ tình yêu với âm nhạc của mình. Việc vắng bóng lâu trên thị trường âm nhạc Việt có thể sẽ khiến Hương Tràm gặp khó khăn khi muốn quay trở lại. Dù vậy, fan của Hương Tràm vẫn luôn yêu mến và dõi theo cô. Khi cô nàng quyết định comeback, người hâm mộ vẫn sẽ đón nhận.